Xin chào mọi người đã quay trở lại với cái kênh YouTube của em. Hôm nay em muốn giới thiệu với mọi người một cái đầu thu truyền hình mới của Viettel. Em sẽ đập hộp cái đầu thu này. Thì cái đầu thu này, cái cước của nó hàng tháng nó sẽ là 64.000 một tháng. Nó sẽ bao gồm là mọi người đóng trước 6 tháng thì được tặng thêm 2, hoặc là đóng 1 năm sẽ được tặng thêm 4 tháng. Thì cái đầu này nó có gì đặc biệt thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua. Ở đây trước tiên nó có là Google Play. Cái Google Play này thì cho phép cái đầu này truy cập để mọi người có thể tải bất kỳ các ứng dụng nào trên cái Google Play này. Đó. Cái thứ hai nữa là ứng dụng mà chúng ta không thể thiếu là ứng dụng của YouTube. Tiếp theo là cái Google Play Game. Mọi người có thể tải các trò chơi xuống cái đầu thu này. Đó. Ở đây nó có YouTube Kids. YouTube Kids này thì nó dành cho trẻ con. Cái này Spotify này thì không biết cái gì. Chịu. Ở màn hình ngoài thì nó ghi cái thông số của cái đầu này. Android 10 này. Cái CPU xử lý AMLS905X2. Và đặc biệt là nó có một cái rất thuận lợi là Bluetooth 5.0. Thì cái đầu này ấy, đầu truyền hình này nó cho phép mọi người kết nối với điện thoại thông minh. Khi mà mọi người xem YouTube ấy thì mọi người có thể kết nối với cái điện thoại của mình. Mọi người giống như kiểu cái quán hát ấy. Sao mọi người điều khiển ở trên cái điện thoại của mình. Ở đây nó có RAM xử lý là 2GB này. Wi-Fi thì cái đầu này có thể kết nối hai cái Wi-Fi. Hai băng tần là băng tần 2.4 và băng tần 5. Chôm két cái này thì chưa tìm hiểu qua. Ngoài ra nó sẽ cho mọi người xem tất cả các kênh truyền hình. Ở đây thì em không rõ lắm nhưng mà theo ở trên cái phiếu ở Viettel đưa ra ấy, thì là hơn 171 kênh. Đấy, truyền hình bình thường, V3, V6 đấy, mấy kênh thông thường. Ở đây nó có các phim miễn phí thì mọi người có thể lên đây để xem này, trong cái phim này. Kit này là dành cho trẻ con. Đây là nghe nhạc. Và nó có các ứng dụng liên quan đến bóng đá. Đó. Thì đây là toàn bộ cái đầu thu truyền hình mới của Viettel. Em sẽ bóc ra cho mọi người xem nhé. Đây là một cái đầu rất là bé, rất là gọn. Đây có hai cái số điện thoại. Một cái số để mọi người có thể đăng ký lắp đặt nhé mọi người. Là tư vấn bán hàng này, 1800 8168. Đây là nếu mà mọi người muốn đăng ký lắp đặt thì mọi người sẽ gọi theo cái số này, 1800 8168. Và nếu mà mọi người muốn báo hỏng, tức là mọi người đã lắp rồi ấy, báo hỏng cái dịch vụ này thì mọi người sẽ gọi lên cái số 1800 8119. Đây, cái đầu rất là nhỏ, bé tí, to hơn bằng, nhỏ hơn bàn tay của em luôn. Đây là một cái dây HDMI dùng để cắm vào cái TV
thì VHD đây là dây LAN, chúng ta có thể cắm trực tiếp từ cái đầu truyền hình sang cái Wi-Fi. Đây là cục nguồn, đây là điều khiển này. Ở trên này em sẽ giới thiệu mọi người này, cái dây AV này, dây AV, đây là cổng AV này. Cổng AV này thì cho phép mọi người có thể cắm vào các cái loại TV mà không hỗ trợ dây HD. Dây AV là cái dây AV là cái dây ba màu đấy, thì mọi người có thể cắm. Ví dụ TV cổ, TV ngày xưa ấy thì có thể vẫn cắm vào chúng ta xem bình thường. Còn đây là cái cổng LAN để chúng ta kết nối mạng. Đây là cổng HDMI. Đây là cổng quang mọi người nhé. Tín hiệu ra loa. Có cổng tín hiệu quang này. Còn đây là cổng nguồn. Ở trên cái điều khiển thì nó có một đặc biệt, tức là mình sẽ tìm kiếm giọng nói qua cái phím ở đây. Phím rất nhiều màu đấy, 4 màu ở đây. Thì mọi người giữ ở đây này. Thì mọi người nói qua ấy thì nó sẽ nghe thấy và nó chuyển sang YouTube luôn. Đấy. Nó cái đầu này thì nó rất nhiều chức năng và cũng rất là đáng giá để chúng ta mua. Đóng cước có 64.000 thôi, thì mọi người ban đầu mọi người chả phải mất phí gì cả, mình chỉ cần đóng cước hàng tháng thôi. Trên đây là toàn bộ cái thiết bị mà mới của Viettel, truyền hình tương tác IPTV của Viettel. Nếu mọi người thấy cái video này hay thì mọi người để lại cho em một like, một subscribe, một cái bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng đánh giá xem cái truyền hình Viettel này xứng đáng để chúng ta lắp đặt hay không. Xin chào tất cả mọi người.